này. Cháu ra ngoài. Lực lượng khác tiếp. Cận ra cái hai cái khoảng không là này. Bây giờ anh em mình đang ngồi đường này. Đấy, ngồi đường này. Đấy, đường này. Đường này. Đây, mình đang ở đây. Nó là mình phải xử lý ngay mà không có bây giờ mình giữ này. Thì mình mới có cả xà beng, xà cậy, cả búa hết rồi, đem hết rồi. Bây giờ triển khai lên là đầy đủ theo luật. Anh có nghe rõ không? Ở cửa đi, ở cái chỗ cửa ra nào. Đang ở trong nam thờ đấy. Kiểm tra đấy, kiểm tra kéo tụi mày nhá. Thả chân xuống. Rồi đêm qua phờ phạc hết ra. Bỏ cái hộp sim ra. Bỏ đẩy cái nuôi cái hộp sim ra không? Đấy, đẩy đấy. Ngoan nhỉ, mẹ ngoan thế. Trước đi qua đón mẹ lên mình.